sinh năm 1976 ở Hacheon, Hàn Quốc, chiều cao 1,76m. Kim Yong-kuk lần đầu tiên bước chân vào ngành công nghiệp âm nhạc Hàn Quốc vào năm 1995 với tư cách là thành viên của nhóm nhạc Turbo. Nhóm nhạc này đã trở nên vô cùng nổi tiếng nhờ âm nhạc hấp dẫn của họ. Sau khi nhóm tan rã vài năm sau đó, anh trở thành ca sĩ solo vào năm 2001, chủ yếu tập trung vào các bản ballad. Mặc dù chất giọng cao bất thường của anh ấy thường bị đùa cợt với nhiều ngôi sao gọi đùa đó là giọng muỗi, anh ấy đã có nhiều đĩa đơn ăn khách và cũng là khách mời thường xuyên của nhiều chương trình tạp kỹ, nổi bật nhất là X-Man. Ngoài ra, cơ thể vạm vỡ của anh thường được coi là một trong những người đẹp nhất K-pop do phải tập luyện liên tục. Kim Yong-kuk tụt dốc không phanh sau Turbo, tuy nhiên, anh ấy đã có một sự trở lại tuyệt vời với album thứ hai của mình. Một trong những bài hát trong album solo thứ hai mang tên Han Nam Ja One Man là lý do cho tất cả thành công của anh ấy. Hơn nữa, tin đồn xì căng đan với Yoon Eun Hye đã thu hút rất nhiều sự chú ý. Tin đồn này bắt đầu bởi vì cả hai người đều là thành viên cố định của một chương trình tạp kỹ nổi tiếng mang tên X-Man. Tin đồn này thực sự đã đưa họ đến gần và họ bắt đầu giống như một cặp đôi trong X-Man. Đến năm 2005, Kim Yong-kuk trở thành một trong những nghệ sĩ nổi tiếng nhất Hàn Quốc. Album thứ 3 của anh ấy đã bán được hơn 300.000 bản, trở thành một trong những album bán chạy nhất của năm tại Hàn Quốc. Anh ấy đã thành công trong năm đó khi giành được 3 giải Daesang từ cả 3 đài truyền hình lớn. Khi làm như vậy, anh ấy trở thành nghệ sĩ thứ hai từng đạt được thành tích này kể từ Jo Young-fil vào những năm 1980. Đĩa đơn chính trong album Lovable đã đứng đầu nhiều bảng xếp hạng. Nó cũng được đưa vào Pump It Up và Audition Online. Vào ngày 21 tháng 1 năm 2006, Kim Yong-kuk, Jeon Hae-bin và Im Tae-kyung đã tham gia buổi biểu diễn Việt Nam Paris by Night 81 của Thúy Nga tại California. Kim Yong-kuk biểu diễn To Her Man. Vào tháng 3 năm 2006, Kim Yong-kuk nhận được giấy gọi nhập ngũ khi đang trên đỉnh cao của sự nổi tiếng và sự nghiệp. Kim cũng đã phát hành album thứ tư của mình trong khoảng thời gian này. Do không thể trực tiếp quảng bá nó khi ở trong quân đội, anh ấy đã sử dụng các phương pháp không chính thống. Để tuân thủ luật pháp Hàn Quốc, video ca nhạc đã được quay để không bao giờ nhìn thấy khuôn mặt của anh ấy trên màn hình. Ngoài ra, để nâng cao nhận thức, bạn gái tin đồn của Kim Yong-kuk là Yoon Eun Hye đã được yêu cầu đóng vai chính trong video âm nhạc. Mặc dù không có quảng bá trực tiếp, album thứ tư của anh ấy đã bán được hơn 100.000 bản. Có thông báo vào cuối tháng 4 năm 2008 rằng nam ca sĩ sẽ kết thúc nghĩa vụ quân sự vào ngày 23 tháng 5 năm 2008. Vào ngày hôm đó, anh đã được chào đón bởi người hâm mộ. Và trong cuộc phỏng vấn của mình, anh nói rằng anh đã nhẹ nhõm. Album phòng thu thứ 5 của anh ấy được phát hành vào ngày 22 tháng 10 năm 2008 với tên gọi Kim Yong-kuk cũng trở lại truyền hình. Trở thành viên cố định của chương trình tạp kỹ Family Outing, một phần trong đội hình Good Sunday của đài SBS và thu hút sự nổi tiếng. Đặc biệt là với vụ bê bối tình ái giữa Lee Hyori và Park Ye-jin. Kim Yong-kuk Hulala CF với Kim Soro được phát hành vào tháng 7 năm 2009. Anh ấy cũng đã chụp nhiều quảng cáo cho quần áo. Album thứ 6 của anh ấy được phát hành vào ngày 27 tháng 1 và bản xem trước của album đã được phát hành với bài hát Don't Be Good To Me. Tuy nhiên, bài hát chủ đề của album có tựa đề This Is The Person. Video âm nhạc của bài hát bao gồm Park Ye-jin, người nổi tiếng với Family Outing Xì Căng Đan, giữa Kim Yong-kuk, Lee Hyori và Park Ye-jin. Album thứ 6 của anh mang tên Câu Chuyện Thứ 11 vì trong sự nghiệp âm nhạc của mình, tính đến nay anh đã phát hành được 11 album.
Vào ngày 27 tháng 8 năm 2010, Kim Jong-kuk được phẫu thuật cắt đĩa đệm lưng vì phẫu cắt bỏ thắt lưng tại bệnh viện Seoul Kwan Ahat Kagu Chungryong Dong Kang Nam Choi. Công ty quản lý của Kim Jong-kuk 101 Entertainment cho biết Kim Jong-kuk tiếp tục các hoạt động hàng ngày của mình mà không biết rằng anh ấy đã bị vỡ đĩa đệm. Anh ấy thực sự cảm thấy đau, nhưng không nghĩ nhiều về điều đó, và anh ấy đã phải chịu đựng tình trạng của mình bằng thuốc giảm đau khi quay SBS Running Man. Kim Jong-kuk tích cực tham gia Running Man của đài SBS khiến anh trở thành một trong những tên tuổi lớn trong thế giới các chương trình tạp kỹ Hàn Quốc. Anh ấy đã được gọi là Spatekuk và chỉ huy trong suốt SBS Running Man, và anh ấy đã nhận được đánh giá thuận lợi khi dẫn đầu nhiệm vụ với thân hình vạm vỡ và trí thông minh phi thường của mình. Điều này đã được chứng minh khi anh ấy giành được giải thưởng ngôi sao truyền hình xuất sắc nhất của SBS Entertainment vào năm 2010 và giải xuất sắc về giải trí của SBS vào năm 2011. Những thông tin chú ý khác chúng tôi sẽ cập nhật bài viết lần sau. Rất mong sự ủng hộ của các bạn. Chúc các bạn vui vẻ. Xin chào, chia sẻ hữu ích nhé.